Sau ngày khai trương, Viettel triển khai xây dựng hạ tầng mạng lưới ngày càng quyết liệt bằng một quyết định chiến lược cũng không kém phần độc đáo, đó là chiến lược lấy nông thôn vây thành thị. Khi mà chúng tôi bắt đầu làm di động thì chúng tôi xác định là hai cái đối thủ rất mạnh. Mobile Vina chủ yếu là đầu tư tại thành phố lớn. Họ làm thành phố thì Viettel buộc phải làm ở nông thôn. Viettel là có một trong những cái rất quan trọng, đó là sự khác biệt. MobiFone, VinaFone bây giờ ở thành phố thì họ phủ rất là tốt rồi, 95% dân số rồi. Bây giờ ông có phủ đến 95 thì chỉ bằng họ này. Dùng nông thôn voi thành thị nó xuất phát từ một cái câu chuyện là người Việt Nam ai cũng có quê, và cuối cùng là Tết ai cũng về quê, và chỉ khi họ về quê họ mới nhận ra sự khác biệt của Viettel. Em muốn tạo sự khác biệt là tạo ở chỗ không và có, mà chỗ nào là chỗ không và có, đấy là một không gian mới. Chiến lược phủ sóng ở nông thôn đã mang sóng Viettel đến những vùng xa xôi nhất của Tổ quốc. Khẩu hiệu tràn ngập lãnh thổ vang lên từ đỉnh núi cao cho đến hải đảo xa xôi, biến cái không thể thành có thể. Phá tan cái sợi dây thì lên sẽ cứ thế đi đâu vẽ thiết kế đấy, đó vẽ làm luôn một cái hình mẫu để làm. Đến đâu vào nhà dân là làm thôi, có cái trạm mà là thuê người ta làm thôi mà chả có tiền trả, mãi mới xong mới trả được. Khi đi dòng dã 2 tháng rưỡi, hồi công việc đòi hỏi là mình không có nghĩ gì đến những cái việc riêng tư nữa. Có những cái đợt mà đi khảo sát chạy từ Kon Tum mà về thẳng Đắk Nông, về đến nơi là khoảng 2-3 giờ sáng, anh em là nghỉ ngơi đến khoảng 7 giờ sáng lại tiếp tục đi làm. Trà Vinh được giao cho xây dựng thêm 2 trạm BTS mới nữa, thì lực lượng kinh doanh thì ban ngày vẫn phải tăng cường đi kinh doanh, nhưng chiều về là tập trung vô hỗ trợ phụ kỹ thuật để lắp trạm. Thì lúc đó là làm luôn cái công tác là hậu cần, đi coi giám sát thi công, làm cả bốc vác. Ban đêm là khi chỉnh trống V3 là anh em phải đốt đuốc rất là lớn. Đó là những cái thời điểm mình cũng không biết sao mà mình cũng vượt qua được. 11 giờ đêm ngày 12 tháng 11 năm 2005, Tổng đốc gọi điện cho tôi là yêu cầu phải triển khai và giải quyết nhanh, không để thiết bị tồn kho quá 24 tiếng. Thiết bị di động thì rất là nhiều chủng loại. Thì ngày đấy là tôi là dân kinh doanh, nhưng mà lúc đấy cũng nhảy vào làm công tác kỹ thuật. Sự anh em chúng tôi là từ chỉ huy đến nhân viên cuối cùng là không nề hà vì gì cả. Tham gia kiểm đếm thiết bị, sẵn sàng mô này chuyển đi đâu, mô kia chuyển đi đâu để tránh hiện tượng là bị gián đoạn. Đi một cái chuyến ô tô chở đồ đi tận Lai Châu mà chuyển cho người ta thiếu trạm không phát sóng được. Ở đây có một đặc biệt, đó là cái cách điều hành và cách làm của người lính. Thì những người chỉ huy ấy, là thường bám sát đơn vị, gần gũi với anh em, điều hành một cách triệt để, kiên quyết, thiết kế điển hình và tổ chức thi công. Thì toàn bộ cái gói thầu này là công ty công trình lúc đấy tôi làm giám đốc thì đã đứng lên tổng thầu. Thế còn công ty truyền dẫn lúc đó là triển khai toàn bộ các cái tuyến cấp quang. Năm 2004, Viettel hoàn tất đường trục cáp quang thứ 2 chạy dọc theo đường sắt Bắc Nam, gọi là 1B. Năm 2005, đường trục cáp quang thứ 3 1C được khánh thành. 1A chỉ được tốc độ tối đa là 2,5 gigabit trên giây thôi. 1B thì đã gấp 4 lần 1A rồi, nhưng 1C thì gấp 40 lần 1B. Từ các cái đường trục đấy, mình mới rẽ về các tỉnh. Dự án di động xác định là mỗi xã mỗi trạm, tức là cáp quang đến xã, hàng vài trăm đội thi công triển khai các cái đường cáp để kịp thời cho các cái việc phát sóng của cái dự án di động. Ngày đấy thì có một cái công thức là khá là đơn giản, cái số lượng trạm của Vina Mobile cộng lại thì mình phải ít ra là phải gấp rưỡi, đảm bảo cho cái việc phủ sóng của mình tốt nhất. Cái mà làm chúng tôi hạnh phúc nhất lúc đó đó là khi chúng tôi mang cái điện thoại về vùng quê, vùng ven biển, thì chúng tôi trở thành là tâm điểm của xã hội lúc đó. Tại vì chỉ có điện thoại của chúng tôi đổ chuông. Lúc đó là Trà Vinh đã được 8 trạm, thì mỗi một huyện là có 1 trạm rồi. Lúc đó cái cảm giác người ta trông chờ mình đến để người ta được mua cái sim á, cảm giác rất là hạnh phúc. Năm 2005 chỉ làm được có 1.700 trạm thôi. Nhưng đến năm 2006 thì làm đến 3.500 trạm. Nhưng mà đến năm 2007 thì đã hơn 7.000 trạm. Nhưng năm 2008 là làm 12.000 trạm. Lấy nông thôn vây thành thị là một chiến lược độc đáo của Viettel, mang đến sự thành công ngoài sức tưởng tượng trong kinh doanh, vừa mang ý nghĩa xã hội to lớn là bình dân hóa dịch vụ di động, khi đó vốn được coi là xa xỉ, tạo nên sự bùng nổ số lượng người dùng di động tại Việt Nam.